áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách địa lý lớp 10, bộ sách mang tên Cánh diều. Chúng ta sẽ đến với học số 10, Thủy quyển, nước trên lục địa. Vậy thì video này sẽ chữa cho các em những câu hỏi có trong bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình hãy cùng nhau bắt đầu nào. Chúng mình sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi mở đầu trang số 38 địa lý lớp 10. Thủy quyển là gì? Nước phân bố ở đâu trên lục địa? Con người cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ngọt? Vậy, thủy quyển là gì? Thủy quyển là toàn bộ nước trên trái đất ở các trạng thái khác nhau, đó là ở trạng thái lỏng, rắn và hơi, bao gồm nước trong các biển, đại dương, trên các lục địa và trong khí quyển. Trong đó thì có khoảng 3% là nước ngọt, còn lại là nước mặn. Vậy, con người cần làm gì để bảo vệ nguồn nước ngọt? Chúng ta biết rằng nguồn nước ngọt ngày nay càng ngày càng ít đi bởi vì chúng ta đã không biết bảo vệ chúng, đúng không nhỉ? Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ phải biết bảo vệ nguồn nước ngọt bao gồm có giữ sạch nguồn nước này, sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước. Đó là khái niệm của thủy quyển và các giải pháp để bảo vệ nguồn nước ngọt hiện nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 38 địa lý lớp 10. Đọc thông tin, hãy nêu khái niệm thủy quyển. Vậy, thủy quyển là gì? Thủy quyển chính là toàn bộ nước trên trái đất ở các trạng thái khác nhau, đó là lỏng, rắn và hơi, bao gồm nước trong các biển, đại dương, trên các lục địa và trong khí quyển. Trong đó thì có 3% là nước ngọt, còn lại là nước mặn. Nguồn nước ngọt của trái đất chủ yếu là băng, tuyết ở hai cực trên các đỉnh núi cao. Đó là khái niệm của thủy quyển. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 39 địa lý lớp 10. Quan sát hình 10.1, hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Chúng ta có thể kể tới các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông, bao gồm có chế độ mưa, quy định chế độ dòng chảy sông, băng tuyết tan sẽ làm tăng lưu lượng dòng chảy vào mùa xuân khi băng tuyết tan nhanh, hồ và đầm điều tiết chế độ dòng chảy nước sông, địa hình, độ dốc địa hình càng lớn thì thời gian tập trung nước và thoát nước trên sông càng nhanh. Đó là các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Và thứ tiếp theo đó là đặc điểm đất, đá và thực vật. Các khu vực đất, đá dễ thấm nước, vỏ phong hóa dày, có nhiều thực vật che phủ, thường có nguồn nước phong phú và dòng chảy điều hòa. Và cuối cùng đó là nhân tố con người điều tiết chế độ dòng chảy sông thông qua việc xây dựng các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi, trồng và bảo vệ rừng, v.v. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang 40 địa lý lớp 10. Đọc thông tin và quan sát hình 10.2. Hãy trình bày đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm trên trái đất. Chúng ta sẽ cùng nhau quan sát hình 10.2, phạm vi phân bố của nước ngầm. Đây chính là mực nước ngầm này. Đây là mực nước sông, hồ. Đây là tầng đất đá không chứa nước thường xuyên. Đây là tầng nước ngầm. Và đây là tầng đất đá không thấm nước. Như vậy, từ hình ảnh 10.2 chúng ta có thể nêu được đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm trên trái đất như sau. Đầu tiên là nước băng tuyết. Băng và tuyết là nước ở thể rắn, chiếm phần lớn lượng nước ngọt trên trái đất. Nước băng tuyết bao phủ gần 11% diện tích của lục địa với thể tích hơn 24 triệu km khối. Nguồn gốc hình thành băng là do tuyết rơi trong điều kiện nhiệt độ thấp, được tích tụ nén chặt trong thời gian dài. Diện tích, khối lượng băng, tuyết luôn thay đổi theo lịch sử phát triển của trái đất do sự đan xen giữa thời kỳ băng mở rộng và những thời kỳ băng tan. Băng và tuyết có vai trò cung cấp nguồn nước cho sông khi nước băng tan và tạo thành các dạng địa hình băng hà ở vùng khí hậu lạnh. Tiếp theo là nước ngầm. Nước ngầm chính là nước tồn tại trong các tầng đất, đá, thấm nước của vỏ trái đất. Phía dưới tầng nước ngầm sẽ là tầng đất, đá không thấm nước. Nguồn gốc của tầng ngầm chủ yếu đó là do nước trên mặt đất thấm xuống. Mực nước ngầm sẽ luôn thay đổi do phụ thuộc vào nhiều nhân tố như là nguồn cung cấp này, đặc điểm địa hình, khả năng thấm nước của đất, đá, mức độ bốc hơi, lớp phủ thực vật của và con người. Tính chất của nước ngầm rất khác nhau do phụ thuộc vào đặc điểm của đất và đá. Nếu nước ngầm có chứa một lượng lớn khoáng chất và khí hòa tan thì được gọi là nước khoáng. Nước ngầm là một trong những nguồn cung cấp nước cho các hệ thống sông trên trái đất, là kho nước ngọt có trữ lượng phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của con người. Đó là đặc điểm chủ yếu của nước băng tuyết và nước ngầm trên trái đất. Chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi trang số 41 địa lý lớp 10. Đọc thông tin, hãy nêu các giải pháp chủ yếu để bảo vệ nguồn nước ngọt. Theo em, giải pháp nào quan trọng nhất?
Chúng ta có thể kể tới các giải pháp chủ yếu hiện nay nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt, bao gồm có giữ sạch nguồn nước này, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong sử dụng và bảo vệ nguồn nước, trồng rừng và bảo vệ trồng rừng đầu nguồn này. Từ đó thì chúng ta sẽ phải giữ sạch nguồn nước là giải pháp quan trọng nhất, vì lượng nước ngọt trên thế giới đang bị ô nhiễm ở nhiều nơi do tác động của tự nhiên và con người. Và tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần luyện tập 1, trang 41 địa lý lớp 10. Dựa vào bảng 10.2, hãy lựa chọn và trình bày về chế độ nước của một trong các con sông dưới đây. Chúng ta có 3 con sông, đó là sông Hà ở Hà Nội trên sông Hồng này, Yên Thượng trên sông Cả này, Tà Lài trên sông Đồng Nai. Vào các tháng, từ tháng 1 đến tháng 12 như sau. Từ bảng 10.2 chúng ta sẽ dễ dàng trình bày về chế độ nước của một trong các con sông dưới đây. Chúng ta có thể lựa chọn một trong 3 con sông dưới kia để trình bày. Cô chọn chế độ nước của trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai nhé. Về lưu lượng nước trung bình năm, đó là 4.267 mét khối trên một giây. Mùa lũ sẽ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 11, với lưu lượng nước trung bình là 3.340 mét khối trên một giây, chiếm khoảng 78,3% lưu lượng nước cả năm. Mùa cạn kéo dài từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau, với lưu lượng nước trung bình là 927 mét khối trên một giây, chỉ chiếm 21,7% lưu lượng nước cả năm. Lưu lượng nước lớn nhất là tháng 9, 867 mét khối trên một giây, nhỏ nhất là tháng 3, 48 mét khối trên một giây. Đó là chế độ nước của một trong ba con sông chúng ta có thể chọn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau bước sang câu hỏi phần vận dụng 2, trang 41 địa lý lớp 10. Vì sao phải bảo vệ nguồn nước ngọt? Ở địa phương em đã có biện pháp nào để bảo vệ nguồn nước? Chúng ta biết rằng nguồn nước ngọt là một nguồn nước để cung cấp cho chúng ta về sinh hoạt và đời sống. Như vậy, nguồn nước ngọt thì ngày càng ít đi, thì chúng ta sẽ phải bảo vệ nguồn nước ngọt để cho chúng không bị ô nhiễm, đúng không nhỉ? Như vậy, lượng nước ngọt trong khí quyển và trên lục địa chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng giúp duy trì sự sống trên đất liền. Hiện nay, các nguồn nước ngọt trên trái đất đang bị suy giảm do nhiều nguyên nhân, đó là do con người khai thác quá mức, ô nhiễm, biến đổi khí hậu. Từ đó, chúng ta sẽ phải bảo vệ nguồn nước ngọt là yêu cầu cấp thiết hiện nay của tất cả các quốc gia trên thế giới. Một số biện pháp để bảo vệ nguồn nước ở địa phương đó là trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, sử dụng tiết kiệm nguồn nước, không xả rác, chất thải bẩn vào nguồn nước, tuyên truyền về tầm quan trọng bảo vệ nguồn nước ngọt, vân vân. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các câu hỏi của trong bài. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.